Nay kèo sang Vân Mộng xin chào Bình Vũ, chào Ngô Hoàng Sang, chào Bệnh Mộc, chào mọi người. Xin chào Hải Nam. Chắc tắt hiệu ứng nha mọi người, tắt hiệu ứng nha, để ở đây để gì để hiệu ứng ngoài không thấy đường đánh luôn á, mà hiệu ứng thì cho nó khỏe. Coi chỉ số ẹt nào hả? Xin chào Nguyễn Thanh Tâm, chào Lê Hoàng Duyên. Trời ơi, 1K4 giảm kháng. Xin chào Thái An Cao. Sao thấy nó nóng nóng thì sao nhỉ? Xin chào Đặng Mạnh Đức. Thấy nóng nóng sao? Giờ bên đây cũng có cảnh long nữa. Hello. Chuẩn bị đánh thôi chứ không biết. Soi dạng hén, soi dạng thánh cái hả? Đi rồi chuẩn bị đánh đây nè, lại ăn hành rồi soi dạng thánh cái không? Không có dạng thánh. Nóng nực quá. Quá, chuẩn bị dịch chuyển map để đánh nè. Tưng 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 tưng. Xin chào Hà Phương, xin chào Nguyễn Thiên Nhẫn. Hello Sally. Hình như được 1080 rồi nè. Bữa tại vì bữa mình mới vừa lên, mình mới vừa cài máy lại á nên là nó. Bạn ơi cho mình hỏi còn bản FPT không ạ? Xin chào Hoa Hoa Cò nha, bản này là bản từ thời FPT đến giờ á. Nóng nực quá. Nóng quá trời. Nóng nực quá từ bữa nay. Đổ mồ hôi rồi. Ủa cái gì vậy? Cái này là thiên long của VNC nha bạn Hòa Cò ơi. Xe mạc tích tôn hùng hả? Ok Phạm Hà. Thôi giờ chuẩn bị BK cái nha. Giờ chuẩn bị BK cái nha. Chuẩn bị BK bên Lâm Hải rồi nè. Mọi người xem thì cho mình xin một like, một comment, một chia sẻ nó được nhé. Ok.
chi tiết vở kịch à? Đây chi tiết đây. Bị ăn uống hình như bị ăn uống một hai con boss gì rồi nè. Đây, đây mận gáo này cũng khá là mới. Rồi, không có chấp năm được mấy má ơi, không có chấp năm được. Quên cái ạc này không phải cảnh gì cũng không phải Mimi nên là không thể nào mà chấp năm được. Trời ơi, anh tính chấp một BT mà chấp không được sáng chết luôn má ơi. Kệ nó qua nè, cú. Chạy nó mạc Nam Lâm Hải á, lên đây để lên. Dí lòi lờ luôn. Cũng hên là mình kháng độc. Vậy là BK dữ chưa? Nè, Thế Khang chuẩn bị chết nè. Dí con Ami trước. Ồ, có hai đứa dí nữa mà nó cũng chạy nữa má ơi. Vậy là BK dữ chưa? Chạy mất chi rồi. Ra đây qua đó là gặp nó luôn á. Rồi phụ mất tiêu rồi. Thôi có một BK. Rồi vậy là BK dữ chưa? Nó phụ thiên kỳ rồi. Em có đặt phụ không? Em đặt phụ đi. Đặt phụ bất ti, phụ qua bển đi. Soi ngạc Thế Khen, Thế Khen nó đâu mất tiêu ai biết đâu. Thế Khen 10 viên kép 8 rồi, 1732 rồi. Soi thêm bạn thắng à. Trời ơi. Kèo xịt rồi. Kèo xịt rồi mấy má ơi. Giết ở đâu nè? Mẹ em thanh nguyên. Rồi chắc để mình qua coi Thanh Long có đấm đâu mà vẫn coi vẫn còn vui hơn. Vậy là kèo dữ chưa? Ủa anh Bảy ơi, Long Kỳ có on không? Em âm phụ nghẹt cho.
con gì? Em một có không có lưu, có lưu đâu, có mỗi lưu có mỗi năm kỳ à. Không có lưu con nào hết trơn á. Khi nào nó ớt thì nói em nha, để em lóc hai con ủi 14 15 luôn nha. Em lóc hai con ủi 14 15 luôn. Rồi lại xịt kèo một lần nữa. Quá mệt mỏi luôn. Đi tới đâu dẹp dễ thấy tới đó trời. Cục vợ con Long Kỳ có gần ngang không anh? Để tôi vô tôi bút cây đã. Không có luôn, bên kia đánh qua được có một BT rồi má, vậy là đánh dữ chưa? Map nào vậy để em phù qua. Cái gì tầm ngoài địa cũng bốn không vậy má? Mới cái nào giọng xuyên hết trơn. Em phù thần kỳ đi. Thì đi qua Lâm Hải xong rồi mình qua Vọng Xuyên đó đó đây đó đó biết cảnh làm gì đặc phù được má được không? Cái gì má, tên này Thanh Long.
Bây giờ mới từ X7 ha anh. X7 hả? X7 rồi. Hello mất năm. Em boss ra em boss này là đây lễ vật thần, lễ vật chân, bí kỹ tàn hiệp chấm qua tàn ấn. Ước cái gì nữa? Thánh thần rồi. Đào, đâu thấy đánh gì đâu má. Đang đứng giữa, đang đứng cửa thiên kỳ nè. Là đánh dữ chưa? Ôi trời ơi, hết bút rồi. Đi kéo qua. Để đánh bên kia thì mình chuyển màn hình qua bên kia, giống như là chương trình TV trực tiếp vậy đó. Nào mọi người thấy cái đớt của X7 không? Không bao giờ tắt luôn. Đó, hiệu ứng liên tục, không bao giờ tắt. Rồi, chuẩn bị sổ số để coi lượm được gì nào. Trời ơi, lượm được một cây cao kim, cao thiên thái cao cấp, thánh thần thiên đụng ơi. Má có quá còn cùi hơn phiên bản cũ nữa. Đánh con này luôn hả? Thanh Long thì hợp với lại Lâm Hải, Vân Mộng thì hợp với Vũ Trúc. Chuẩn bị chuyển TV qua Vũ Trúc, không biết cái đánh nó bệnh tới bệnh chưa nữa. Rồi rốt cuộc ra chi không có bây giờ bà nào có BK hết trơn, giống như bị hất hủi vậy á. Chào anh Liền nha.
rồi chuyển qua lại với Thích Dương. để đi theo sau Thích Kiều luôn đi cho anh em. Chưa quánh được cái nào luôn ơi má ơi. Liệt nãy giờ không quánh được cái nào luôn không? Bây giờ thánh quả rồi có BK không? Rồi thánh quả không có ion luôn. Mình đã tắt đèn rồi. Đi xếp hình trái tim má. Gì vậy trời. Ê, đánh ở đâu vậy để qua ăn ké coi. Nãy giờ không quánh được nào luôn á. Quạo thiệt sự. Gì có lông idol nữa kìa. Con boss tao tưởng đánh ai không à. Bình đồng à.
chờ cô tèn tèn. Nãy giờ đi nãy giờ đi vòng hơi mệt nha. Hello. Ông lồn bê ga dữ chưa? Hai bê ga chưa? Ga một pha một chỉ đường môn rồi nè. Chưa. Tại nó là anh bảy tạo cái giáp. Tạo chứ không tắm. Em hồi xưa là ẹt siêu bão. Sao nhiên lòi được lòi ra mấy viên ngọc bảy ra. Big Family đã diệt được 138 người giành chiến thắng. Các huynh đệ không nên nản lòng đợi tháng 8 phục thù. Giờ tháng 9 rồi. Rồi Long Giang đi rồi đó. Đi mình. Rồi đó, mình đã di chuyển rồi đó. Đi. Vậy là kèo to dữ chưa?
thôi anh đó không tích chân luôn nè, kèo to dữ rồi ra chưa kịp đánh cái nào luôn má. À đánh đánh được phát với đánh được 6 đứa mà đánh không lại, một đánh 6. Rồi. Tự nhiên chụp ô tô là cái gì? Vô ô tô hả má, nó gì ghê vậy má, giống như hôm qua Hà Long nó chọc vô người thằng Bin. Ai biết đâu. Ai biết đâu, kìa nó di chuyển rồi kìa, bông như lèo di chuyển rồi kìa, nhưng mà không biết đi đâu nữa. Cái gì vậy? Ủa gì? Không, nó qua thiên kỳ kìa. Thôi buồn quá à. Lai chim không cái gì? Lai chim không có gì chơi hết trơn. Thôi đi qua chuyện kinh, đi qua biển kinh đánh lôi đài đi mấy má. Kìa quân đèn nó chạy đi đâu kìa, chạy theo lẻ lên. Đâu có đâu, đèn nó đi đâu quá anh. Ủa vậy hả? Trời đất ơi. Thôi đi qua biển. Đi qua biển. Nghe cuốn sổ hả? Thôi bây giờ mà không luôn. Quýnh anh bảy tốt lèn luôn rồi. Thì đâu quýnh anh bảy tốt lèn luôn rồi. Nè cho con gì ta, chú bèo mày đi ăn buffet không chú bèo? Gì vậy, làm gì cũng rảnh. Thôi bây giờ mình đi dạo đi, mình đi dạo thành biển kinh đi nè. Ô ông này cưỡi lạc đà nè, ông này đi bán trái cây. Ông này không biết, ông này không biết gánh cái gì nữa. Ông này chở đá má ơi, ông này đi bán đá, ủa không phải lương thực. Ông này gánh gì đây, nhỏ này đi bán dâm chắc luôn nè. Đó đi này đi kiếm khách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hầu như là ê bé Lộc là làm sao bay lên cái nóc nhà bên Điện Kinh được ta, đi đến đâu bay quên này. Phồn Đài đúng không hay là chỗ nào ta? Lên chỗ tượng phái hả? Tượng phái bên Điện Kinh làm gì có tượng phái? Trời con này nó xoay vòng vòng luôn. À con này nó đứng đây cho chuẩn bị tiểu lý phi đao nè. Đó, phóng vô nó. Rồi phóng đi. Ồ nó phóng kìa. Dữ vậy sao. Ở đó, ý là bay lên cái nóc nhà đâu. Chữ gì á? Đang ở chỗ câu lan ngõa xá. Đang coi nó phóng phi đao. Phồn Thiền Đài đúng không? Phồn Đài đúng không? Bữa nhớ nó đi rước chỉ đi đâu quên mất tiêu rồi. 925208 hả? 925208. Ở đâu má? Cái hành này nó lắc quá trời lắc luôn má ơi. Mạc Vấn Quy đúng không? Mạc Vấn Quy này phải không? Ôi nó bay đi đâu vậy má ơi? Rồi đang ở Hà Giang nè mọi người. Giờ tự cứ tưởng là cái Phồn Đài ở dưới là khác nữa. Đang ở Hà Giang ghê quá à. Rồi con này bay xuống hả? Ở bay lên bay xuống vậy hay vô chi quá vậy nè, đang ở thầy chuẩn bị đi máy bay xuống nè, mua vé 3 triệu rồi. Vô chi quá à. Ủa sao bay xuống lâu mà bay lên nhanh đó ha, ấy bay xuống nhanh mà bay lên lâu quá ha. Dịch chứ ai đang mở xi nhà anh? Đang mở xi nhà. Rồi chỗ bên thành này chỉ có bay được chỗ này hả? Có bay được chỗ nào nữa không?
Con chim này không có chim má ơi. Không thấy gì chưa? Chim này không có chim. Nè, chim này không có chim luôn. Không thấy gì chưa? Không thấy luôn, thấy con chim nó luôn. Ê, lỡ giờ này mất con, lỡ giờ này mất con NPC rồi sao xuống? Ông mình phù được không? Giờ này phù được mà đúng không? À, tự mất chơi NPC, hỏi con này nó đi đi dưỡng thai cái là mình hỏi đi xuống luôn. Vô chi quá à. Được. Rồi lầu xanh là cái chỗ cậu lâu lan ngõ ngõ xá đúng không? Cái cơ lâu quá hả? Cơ lâu cơ cơ là đánh cờ mà. Ý, có mấy con. Ồ bên đây mèo đẹp quá trời luôn kìa. Ôi mèo giống như chú Bèo vậy. Ôi con này giống y chang con này y chang chú Bèo luôn. Rồi con này mới giống nè. Ôi con mèo này đẹp quá à, mèo này giống chú Bèo quá à. Có mèo tên đậu đậu nữa kìa, mèo mà mèo nam mộc. Mèo đại hoa. Tìm hiểu câu chuyện của con mèo, dù là mèo đen, mèo trắng, mèo hoa, có thể vườn chuột ghẹo chó là tuyệt vời nhất. Ủa vậy là câu chuyện dữ chưa? Danh xưng đậu đậu. Đậu đậu mỗi ngày chỉ ăn với ngủ thật là đáng ghen tị. Rồi má nha, sao giống phòng hói vậy? Manh Bảo tìm hiểu câu chuyện của con mèo. Tiểu bảo bối của ta thật đáng yêu, dáng ngủ vừa xoái vừa hài hước, lại rất ham ngủ nữa. Khuôn mặt của con mèo nào cũng ngủ cái gì má, gọi nam mọc rồi con mèo làm gì? Người đi qua. Thôi mình chuẩn bị đi vô mình chiến cái kia đi còn hay hơn, nó thật là vô nghĩa. Kìa vòng hoa đi chuẩn bị vô chiến. Ờ em ngủ sớm. Thôi, hồi tụi nó chửi vô chi. Ô lầu xanh có nước chảy luôn kìa. Ôi nhỏ kia chảy nước kìa. Ủa làm sao đi lên cầu thang đâu, lên được đâu? À lên được nè. Đi ra để tao muối cho mấy nhỏ này. Ngồi vô kia mấy con vô chi. Mấy ngồi chỗ khác. Thao tác quá nhiều lần. Rồi thôi, ớ, thật là vô chi.